Em đã nói không là không. Em không thể cho anh chị mượn số tiền đấy được. Anh chị thấy chú mới vừa đi Nhật về, có khoản tiền nhàn rỗi chưa dùng tới nên mới ngỏ ý mượn. Với cả anh chị mượn xây nhà, lúc nào chú cần thì anh chị gửi lại, chú có quỵt luôn đâu. Hay là chú chê anh chị nghèo, sợ anh chị không trả được? Thì em không phải như vậy. Thế mà số tiền đấy em đang tính mang ra ngoài để đầu tư làm ăn, chắc chắn sẽ tạo được rất nhiều công ăn việc làm và phát triển kinh tế địa phương. Em mới lúc đấy nếu thành công, em sẽ cho anh chị tiền xây nhà và không đòi lại. Chú biết nghĩ cho người ngoài như thế thì chắc là cũng nghĩ cho anh chị đấy nhở. Mà anh chị đã xây nhà rồi, chót xây rồi, bây giờ chú tính để cho tường mọc rêu à? Tiền ra ngoài tiền đẻ, tiền trong nhà tiền trưởng. Bây giờ em mang tiền ra ngoài để đầu tư kinh tế, chắc chắn sẽ làm được nhiều việc và giúp đỡ được cho nhiều người. Bây giờ em đi xây nhà chỉ là tiền chết thôi. Chú quên, bố thì mất sớm, mẹ thì già yếu. Trong thời gian chú đi làm, một mình anh ở nhà anh phải cáng đáng mọi thứ để cho chú yên tâm đi làm, chú không nhớ à? Bây giờ chú có tí tiền, về chú lên mặt dạy đời anh chị đấy à? Ông nghĩ mình ông khổ chắc. Từ ngày tôi lấy chồng về cái gia đình này, hết chăm bố mẹ chồng ốm, rồi lo dỗ chẳng. Cứ tưởng là nhờ được ông, ai ngờ bất tài vô dụng. Bây giờ lại bị thằng em nó sỉ nhục, đúng là không còn nước nào mà chui. Bà nói ít thôi, đi vào nhà đi. Chú đã không cho vay tiền thì thôi, cam nhàm nhiều làm gì? Em đã quyết định rồi. Số tiền đấy chắc chắn em sẽ mang ra đầu tư kinh tế. Nếu sinh lời, lúc đấy em sẽ cho anh chị tiền để xây nhà. Còn bây giờ thì anh chị có mắng chửi em thế nào đi chăng nữa thì em cũng đành nhận thôi. Từ hôm đi Nhật về tới giờ mãi mới cơ hội gặp chú đây. Mà về đây đã quen với không khí ở quê chưa? Có cái gì mà không quen đâu. Em sinh ra từ làng mà, đi đâu cũng chỉ mong có ngày được về làm gió cho quê hương thôi. Anh lúc nào cũng quý chú vì chú tài giỏi, chăm chỉ làm ăn, đã thế còn một lòng hướng về quê hương nữa. Người như chú bây giờ hiếm lắm đấy. Có cái gì đâu mà hiếm. Nghe anh nói cứ như là lớn lao lắm ấy. Mỗi người sẽ có một cách riêng để đóng góp cho quê hương. Thế còn anh đã tính làm gì chưa? Anh thì có tài cán gì đâu, muốn buôn bán gì đó mà nghĩ hoài không ra. Có khi anh lại trở sang Nhật đi làm thêm mấy năm đây. Lúc về quê em thấy quê mình trồng nhiều ngô. Nếu mà mình tự chế biến được thì năng suất sẽ cao. Chứ còn nếu mà chỉ để luộc với lại cho lợn gà ăn ấy, thì bà con vất vả nhiều mà lại chẳng được bao nhiêu cả. Cho nên em đang tính là mình sẽ mở một xưởng sản xuất mì ngô. Em may mắn thuê được một cái nhà xưởng trống, cho nên đỡ được một phần xây dựng rất nhiều. Em cũng đặt mua một dây chuyền sản xuất cỡ nhỏ. Bước đầu cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Chú có tài mà, anh tin nhất định chú sẽ thành công mà thôi. Nếu mà có khó khăn gì ấy, thì cứ nói với anh nhé. Kiểu gì sau này em cũng phải làm phiền anh đấy. Được rồi, anh em không ấy mà. Nhà thì đã xây xong móng rồi, chuẩn bị lên tầng 1. Thế mà tiền thì chưa có, bên thi công họ đang giục kia kìa. Sao bây giờ? Hay là bây giờ mình đi vay ngân hàng? Ông ngu nó vừa thôi. Vay ngân hàng hơn 1 tỷ bạc chưa ít à? Một tháng mấy chục triệu tiền lãi, đào đâu ra? Chưa kể tiền gốc. Tôi không muốn mang cái đống nợ đấy trên lưng đâu. Bây giờ ngay cả một cái nhà khang trang cũng không có mà ở. Mỗi lần tôi vác mặt về ngoại, phát xấu hổ ra, không dám nhìn bố mẹ, cũng không dám ngẩng mặt lên mà nhìn ai cả. Nhưng mà lương tháng của anh cũng được hơn chục triệu. Mỗi tội là chi tiêu trong nhà nên... Này, thế anh định cho vợ anh với con anh ăn cơm trắng uống nước lọc đây à? Mà tôi không biết đâu. Anh lo thế nào, kiếm tiền mà xây xong đi. Không rồi ấy, mấy hôm nữa cả cái xã này biết là nhà mình xây nhà mà không có tiền đấy. Tới lúc đấy, thằng cu tính đi học, nó lại bị bạn bè chê cười. Còn tôi ra đường, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai đâu. Nhưng bây giờ biết đào đâu ra tiền chứ. Thằng Cường thì chắc chắn là nó không cho vay rồi. Nó không cho vay thì mình tự lấy.
Liệu như vậy có được không? Có gì mà không được. Mình vay chứ mình có lấy đâu. Với cả mình làm như thế cũng chỉ là muốn tốt cho chú ấy thôi. Chú ấy đem tiền đi đầu tư cái xưởng sủng gì đấy, ai biết là có thành công hay không. Mình giữ tiền hộ, xem như là mình bảo đảm cho chú ấy. Sau này chú ấy lấy vợ thì mình trả lại. Ê, chú Cương đi làm về rồi đấy à? Nào, ngồi đây luôn đi. Nay nhà có việc gì à anh? Sao lại làm cơm có cả rượu thế này? Không có gì, chẳng qua anh làm mâm cơm với vài chén rượu để xin lỗi chú về chuyện sáng nay. Anh với chú có xích mích ấy mà. Nào, để anh rót, rồi anh em mình làm chén nhá. Thôi, anh em trong nhà cả, có gì bỏ qua cho nhau đi. Vâng ạ. Uống đi. Nào, cạn ly nhá. Vâng ạ. Nào, uống đi. Chú Cường, uống thêm với anh mấy chén nữa. Để hai anh em làm hòa luôn. Chuyện lúc sáng ấy, anh chú buồn mãi đấy. Có khi thôi ạ. Chứ tử lượng của em không tốt lắm. Uống nữa sợ say mất. Chú lo cái gì? Đang ở nhà mình mà. Say thì ngủ. Với cả ấy, mấy khi anh em có dịp ngồi với nhau, cứ thoải mái đi. Nào, uống đi. Vâng ạ. Uống lại cái nữa. Hôm nay không say không về nhá. Nào, uống tiếp đi. Rót đâu? Chị cứ từ từ thôi. Này, uống đi. Sợ gì? Nào, bà nó rót đi. Để tôi uống với nó một chén. Lâu lắm rồi anh em mới ngồi với nhau. Đấy, phải nhiệt tình lên chứ. Nào, uống đi. Em nói này, cái dự án mà chế biến nông sản sạch lần này của em ấy, chắc chắn sẽ thành công. Cái lúc mà có tiền rồi ấy, em sẽ mua cho chị một cái nhà khang trang hơn. Với lại mua cho thằng Cú Tí cái xe, coi như là để báo đáp ơn anh chị bấy lâu nay. Chú Cường, chú say rồi đấy à? Em say làm sao được. Em còn uống tiếp được với anh chị ấy nè. Anh để em rót. Nhưng mà chú còn nhớ tài khoản ngân hàng của chú để mật khẩu là bao nhiêu không? Có chứ, tài khoản ngân hàng làm sao mà em quên được. 30.097. Uống. Vậy thẻ ngân hàng chú để đâu rồi? Đây. Tất cả thẻ ngân hàng của em đều trong đây hết. Đồ rồi. Chị Trúc đây à? Chú tìm cái gì đấy? Em mà tìm cái điện thoại của em ạ. Chắc là nó rơi đâu đấy rồi. Lát nữa chị tìm cho. Vâng, thế thì lát nữa chị tìm cho em nhé. Mà anh bắt đâu rồi chị? Anh bắt ra ngoài có chút việc rồi. Mà chú ngủ lâu quá, đến trưa rồi đấy. Trưa rồi ạ? Thế thôi em ra ngoài có chút việc đi ạ. Ừ.
Anh Bắc, anh làm cái gì thế? Tại sao điện thoại với thẻ của em lại ở chỗ của anh? Vậy mà mấy ngày hôm nay anh lại làm như không biết vậy? Có phải chính anh là người đã rút tiền trong tài khoản của em đúng không? Anh... Tại sao anh chị lại đối xử với em như vậy à? Anh chị mượn tiền của mày, làm gì mà mày phải căng lên như thế? Anh chị mượn một thời gian thôi, sao anh chị có, rồi anh chị đưa cho. Anh em trong nhà cả, đi đâu đâu mà thiệt chứ. Đến bao giờ anh chị mới làm được ra từng ấy tiền? Bán nhà đi chắc. Anh có biết cái khoảng thời gian em ở bên Nhật, em đã phải tích góp bao nhiêu, nhịn ăn nhịn uống thì mới được cái số tiền đấy không à? Mà tháng nào em cũng trích ra một ít để gửi về cho anh chị rồi cơ mà. Nhưng mà bây giờ tao chót tiêu rồi. Nhà này có hai anh em, bây giờ mày muốn báo công an cho tao đi tù thì mày báo đi, còn thẻ của mày đây. Anh, sao tôi có ông anh trời đánh như thế cơ chứ? Này, làm gì mà thẫn thờ thế? Em đang chán đời thật anh ạ. Vụ gì? Tự nhiên biến cố phát sinh, bây giờ tiền tích lũy của em cũng mất sạch, không có tiền để mà tiếp tục cái dự án Mingo của em nữa. Thế tiền đi Nhật của anh với cả tiền anh thế đất, thế nhà của anh cho ngân hàng có đủ không? Sao lại thế được? Dù sao đấy cũng là tiền mồ hôi xương máu của anh mà. Chẳng may mà em có thua lỗ thì không phải là anh mất trắng à? Chú nói cái gì đấy? Anh cũng muốn làm gì đó cho quê hương, và với cả tiền anh cũng để đó, bây giờ anh cũng chả muốn đi Nhật nữa. Thôi thì anh góp tiền đó đầu tư cho chú làm ăn, hai anh em mình cùng mở công ty. Anh cũng là quý nhân của em mà. Quý nhân cái gì chứ, anh thì còn tiền, chú thì có đầu óc, có tầm nhìn, thì anh em mình coi như bây giờ là đứng chung một con thuyền rồi đấy. Kể từ giây phút này, anh chính thức là cổ đông lớn nhất của em. Anh em mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chúc được. Đi, làm vài chai. Đi. Có tin vui, tin vui đây. Chuyện gì thế anh? Sản phẩm bột mì ngô của công ty Song Cường chúng ta, đợt vừa rồi tại triển lãm sản phẩm nông nghiệp quốc gia được đánh giá cao lắm đấy. Bột mì sợi vàng và bột mì nếp được đánh giá rất cao. Tất cả các bếp ăn trải nghiệm cho khách hàng tiêu dùng đều được đánh giá 5 sao và người ta sẽ nói là khả năng là sẽ mua lại đấy. Nếu mà vậy thì tốt quá. À, vấn đề còn vui hơn nữa, đó là chúng ta tìm được nhà đầu tư lớn đấy. Nếu thế thì đây đúng là một tin đáng để ăn mừng rồi. Em đã liên hệ được để đưa sản phẩm của mình vào chuỗi siêu thị lớn nhất của Việt Nam rồi. Tốt quá. À đúng rồi, thế còn sản phẩm mới thì sao? Viên canh ngô lần trước em cho anh thử ấy, cái viên đấy mà đem cho nấu với bột canh mì thì ngon phải biết luôn. Là viên nén canh ngô non sông biển. À đúng đúng đúng. Em thấy sản phẩm này sẽ đưa công ty của chúng ta lên một tầm cao mới trong ngành thực phẩm đấy. Em đã cho thử nghiệm rồi, mọi người ăn thử đều khen rất ngon và muốn ăn thêm. Hơn nữa em cũng xin được giấy kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm rồi. Thế thì tốt quá. Đúng là từ bỏ tất cả đi theo chú là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của anh. Được anh ủng hộ và đồng hành cùng là một niềm vinh hạnh của em đấy. Lúc nào em cũng mong muốn đưa thương hiệu Song Cường trở thành thương hiệu quốc gia, hơn nữa là mang tầm quốc tế. Cảm ơn ông chủ Cường. Nói thật, mẹ anh trước giờ lúc nào cũng cho rằng anh vô dụng, nhưng mà từ lúc theo em bắt đầu cũng có chút thành tựu, cũng nở mặt nở mày với mẹ. Lần này mẹ còn gọi anh về khen anh không ngớt lời nữa. Ghê thật đấy, chồng mày đúng là giỏi kiếm tiền thật, mày đúng là khéo chọn chồng đấy. Mà em chồng mày giỏi còn không kém đâu. Mà này, mày không biết tin gì à? Em chồng mày thành lập công ty nông sản Cường Cường đấy. Vừa rồi được báo tỉnh đưa tin là được sinh nhân trẻ của tỉnh đấy. Anh đang đi làm, có chuyện gì thế?
Có chuyện gấp lắm, anh về nhà ngay. Em có chuyện muốn nói với anh đây. Về luôn đấy nhá. Có chuyện gì mà em không nói qua điện thoại mà phải gọi anh về gấp thế? Anh không biết chuyện gì à? Em trai của anh, nó là chủ tịch của công ty Song Cường rồi đấy. Em vừa mới lên mạng tra, công ty của nó là một trong 10 doanh nghiệp tiềm năng của tỉnh đấy. Việc đấy thì có liên quan gì đến vợ chồng mình đâu. Anh thì đang trăm công nghìn việc, tí tí là gọi về. Cái anh này hay thật đấy. Bây giờ ấy, em trai anh đã là chủ tịch rồi thì anh phải đến tìm gặp nó để xin làm cái chức quản lý gì đấy chứ. Anh định để người ngoài hớt tay trên à? Nhưng em không nhớ, ngày trước mình đã lấy tiền của nó để xây nhà. Anh nghĩ nó vẫn chưa hết giận vợ chồng mình đâu. Anh cứ khéo lo, bây giờ anh tới đấy nhá, năn nỉ nó, rồi lôi tình nghĩa anh em ra. Anh em ruột, chẳng lẽ nó không nể tình mình. Mà anh chỉ cần xin làm cái chân quản lý kho thôi, công việc vừa nhàn mà lại còn dễ tuần hàng ra ngoài. Lúc đấy vừa có lương vừa có lậu, mình chẳng mấy chốc mà giàu đâu. Về dự án lần này chú Cầu Long chủ lớn thế rồi cơ à? Vậy mà không nói với anh chị một tiếng để cho anh bắt lên làm quản lý. Hôm nay mà anh chị không chứng kiến ấy thì làm sao mà biết hết được. À, thì ra đây là anh chị của chú đây à. May quá, tụi em đang cần gặp anh chị đây. Thực ra công ty của tụi em đang cần một số vốn lớn để mà nhập máy móc thiết bị cỡ lớn. Bây giờ gặp anh chị ở đây, chắc là vấn đề này được giải quyết rồi nha. Giải quyết gì ạ? Thì công ty của tụi em bây giờ cần nhập máy móc thiết bị cỡ lớn để mà ổn định sản xuất. Nhưng mà ngặt nỗi tài sản với lại nhà cửa tụi em cầm cố ngân hàng hết rồi. Bây giờ muốn vay thêm cũng khó. Nhưng mà anh chị thì khác, anh chị vay chắc là không vấn đề gì đâu. Công ty làm ăn ổn định như thế mà vẫn phải vay vốn cơ à? Thì tụi em cần nhập máy móc để ổn định sản xuất mà chị. Nếu mà anh chị giúp được em chuyện này, đừng nói về cái chức quản lý nhỏ nhỏ đấy, kể cả mà anh bắt muốn làm giám đốc còn được cơ đấy. Này, ông lo mình đến anh chị đi, để anh chị giúp đỡ cho mình còn đền tiền cái đơn hàng hôm bữa cho khách, chứ nếu không lỡ tù cả đám đấy. Anh chị này, anh chị nhà tình cái nhà đấy cũng xây bằng tiền của em, hay là anh chị cầm cố đi cho em mượn, bao giờ có thì em trả. Chú Cường này, thật ra là anh chị cũng không có tiền để mà cho chú vay đâu. Còn căn nhà thì anh chị mới vừa cầm cố sổ đỏ rồi, mẹ chị bị bệnh nên là phải cầm cố để chữa bệnh đây. Chú thông cảm nhá. Đúng rồi đấy. Chuyện này anh chị không giúp được gì cho chú rồi. Tiếc quá, anh chị cũng muốn giúp nhưng mà... Thôi đủ rồi đây. Công ty của em chẳng bị làm sao cả, vẫn hoạt động rất là bình thường. Chỉ là em và anh Cường muốn thử lòng anh chị thôi. Không ngờ tới lúc công ty của em gặp khó khăn, người đầu tiên chạy lại chính là anh chị đây. Anh Cường nói quả không sai mà, bản chất của con người mãi mãi không thể thay đổi được. Người tham lam thì ngày càng tham lam thôi. Chú bảo anh chị tham lam á? Anh chị tự hiểu đấy. Nếu như anh chị coi em là em trai, hỏi thăm em được một câu lúc công ty của em khó khăn thì một chuyện đã khác rồi. Cái số tiền em cho anh chị để mà xây nhà ấy, em sẽ không lấy lại, coi như là để trả ân tình anh chị. Còn sau này em thả lấy tiền đấy để đi xây trường học, xây trạm xá hoặc là xây cầu đường, nó còn có ý nghĩa hơn là cho anh chị đấy. Tạm biệt. Chú Cường. Thank you.